thì Hoàng Dũng cũng có nhắc đến là mình học được rất là nhiều từ các anh em rapper. Và mình cũng để ý là trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì Hoàng Dũng cũng kết hợp được với rất là nhiều anh em rapper, có thể kể đến GDUCKY này, Phúc Du này, và bây giờ là Công Di. Đó thì Hoàng Dũng có phải là kiểu một người là một rap fan rất là thích nghe rap không? Có đấy, mình là một người nghe rap và hip hop khá là nhiều. Thực ra ngày xưa ban đầu khi mà tập tành sáng tác thì mình cũng giống như anh em, mình cũng lấy beat từ trên mạng và thậm chí là mình cũng có viết rap luôn. Mình cũng không nhận là mình rapper hay là gì cả, nó chưa đến cái mức đấy, nhưng mà mình nghĩ là xuất phát điểm nó cũng giống như mọi người. Forum ngày xưa kiểu GVR rồi các thứ. Thế luôn. Thế là anh có máu hip hop đấy anh ạ. Cũng giống, cũng kiểu thế mà, hip hop mà. Cũng tìm hiểu ấy chứ. Đúng rồi, cũng có tìm hiểu và nói chung là cũng chơi cái bộ môn đấy giống như mọi người, thì có là cái con đường phát triển sau này thì nó khác mọi người một chút thôi. Ngày xưa thì chủ yếu là cũng may mắn là cũng quen được nhiều anh em chơi rap, nên mình cảm thấy là cái việc mà mình fit với cả mọi người nó cũng giống như là mình có một cái chemistry nào đấy từ ngày xưa, nên là lúc gặp mọi người ra là mọi người sẽ cảm thấy là mình hát ballad, mình hát nhạc pop, nhưng mà đến lúc gặp mọi người mình cũng không cảm thấy là có một cái khoảng cách hay là cái giao cản nào cả, nó cũng gần kiểu nó gần gũi lắm. Thế thì Hoàng Dũng có cho mình một cái rap name không, kiểu một cái nghệ danh nhỉ? Có ngày xưa là Kevin Nguyễn. Yeah. Ok. Nhưng mà mọi người đừng gọi nhá, mọi người đừng gọi cái tên này á. Anh nhớ lấy cái tên. Mình chưa thấy rapper nào có chữ Nguyễn mà lại hay cả. Thế thì nói qua một chút về cái việc là cái sự thay đổi hình tượng của mình. Ngày xưa thì mình gắn liền với cả một hình tượng mà kiểu lãng tử và có một chút gì đấy chất thơ, và đến bây giờ thì mình lại kiểu theo một hình ảnh mà kiểu mạnh mẽ, nam tính, khỏe mạnh hơn. Có cái điều gì đã dẫn đến cái sự thay đổi này, hay là chỉ đơn giản là cái nhu cầu con người của mình muốn thay đổi rồi? Mình nghĩ là nó liên quan đến nhu cầu bản thân nhiều hơn. Nhiều người cũng nói rằng là mình cứ nghĩ rằng là mình kiểu thư sinh, hiền lành rồi là thơ. Thật ra mình nghĩ là đấy nó cũng chỉ là một góc độ thôi. Mình nghĩ là một trong những cái nhu cầu của nghệ sĩ đấy là mình giải quyết vấn đề cho tâm hồn của khán giả rồi, nhưng mình cũng mong muốn rằng là qua cái bài nhạc mình cũng thể giải quyết những vấn đề trong bản thân mình nữa. Và đôi khi một bài hát nó rất là ngắn để mà mình có thể lột tả được hết rằng là mình là ai. Mình chỉ có thể nói được rằng là mình ở cái giai đoạn này mình như thế nào thôi. Và mình thì luôn luôn muốn là cho khán giả được thấy nhiều màu sắc của mình nhất có thể qua từng giai đoạn khác nhau. Và giai đoạn trước thì đúng là mình cũng cảm thấy là mình cũng hiền lành rồi là kiểu hát những bài kiểu nhẹ nhàng thật, nhưng mà giai đoạn này thì mình cảm thấy là mình muốn làm những gì đấy nó bứt phá hơn. Mình cũng thích cái điều đấy, thế nên là cũng muốn gọi là mở lòng nhiều hơn với khán giả.